Hello, xin chào quý cô chú anh chị ha. Ngày hôm nay nhà tiếp tục đi đến chùa Tòa Thánh để tường thật ha. Cái cảnh mà cái không khí chuẩn bị lễ hội Hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 Múa Rồng Giang năm 2022 của chú bác. Đó thì cũng còn vài ngày nữa thôi ha, là tới rằm 8 rồi. Đó. Cảnh ngay đây là ngay chỗ cửa số 7 chùa cũ này của chú bác. Đó, cảnh rất là quen thuộc luôn ha. Đó cô chú bác thấy không? Rồi, đây là cái đường đi vô đền thánh nha. Còn cảnh đây là ngay chỗ khu vực quán hủ tiếu chai này nọ cô chú bác. Đó cô chú bác thấy không? Khung cảnh ha. Đó. Đó bà con nè, người ta cũng đi chùa này nọ. Rồi giờ nhá sẽ chạy vô chùa ha, cho cô chú bác mình xem. Đó. Đó, chạy nha. Mời ta. Đó cô chú bác thấy không? Khung cảnh ha. Nhìn thấy các khung cảnh chùa Tòa Thánh Tây Ninh, hay gọi là Tòa Thánh Tây Ninh hết rồi các bác. Đó, người gọi đạo có đài gọi là Tòa Thánh Tây Ninh rồi, các bác thấy sáng đồng rồi quá đã rồi các bác ơi. Khung cảnh xung quanh đây đó, cái con đường này mát mẻ, tóc hai hàng cây hai bên rồi các bác, và có rất là nhiều bức tranh được vẽ ha, trong phong cảnh rất là đẹp luôn. Sáng có cây đồng ghê không cô chú bác, quá đã lòng đó. Phía trên trên cô chú bác là ngay chỗ báo Ân Từ, ngay chỗ đó là tổ chức triển lãm, nghe nói năm nay là hơn 100 gian hàng triển lãm của các tỉnh, các họ đạo về đây làm như cô chú bác, là hoành tráng lắm, vui lắm á cô chú bác thấy không, một cảnh xuống ở đây là hoa văn màu vàng này nọ đẹp lắm, quá đã của chú bác ơi. Sắp tới ngày rồi, sắp tới ngày rồi, sắp tới trong dài dài lắm rồi, sắp tới là sắp tới bác lần. Wow, đã quá ơi, trời ơi, cái du lịch dập dìu luôn coi bác, ôi dài luôn, xe 51 ở Sài Gòn lên nè, trời lên miếng ha, nó rồi xe màu trắng này 70 Tây Ninh. Wow, cái này chiếc của Hàn Quốc này đúng không? Đây, của Sài Gòn đó luôn. Ô, cái cổng bên kia kìa mà. Để mình chạy lên đây ha. Chào các bạn, ngó quanh kia. Ngó kia, ngắm cái cổng. Thật cổng này các bạn. Ồ, hoành tráng, hoành tráng. Đó, có cổng kìa. Đó, các bạn thấy không? Trời ơi, nó đã kìa. Có cổng để là Hội Yến Diêu Trì Cung á, của chú bác. Ồ gắn cái đó lên là muốn hoàn chỉnh rồi. Đã không Khanh? Đã. Ồ đã quá. Đó đó. Đẹp ghê ha. Rồi xe du lịch của khách này cô chú bác. Quá đã luôn. Rồi, ngay đây mấy cô chú đang chuẩn bị để vào nữa làm cái cổng ngay đây nè, làm cổng ngay đây để là Hội Yến Diêu Trì Cung này nọ ha, đẹp lắm. Đó. Cô bác thấy không? Rồi giờ đi tiếp nha. Giờ đi tiếp chạy vô cái đền thánh ở trong kia. Này đi tiếp cô chú bác ơi. Tiếp đó thôi. Quá đã luôn. Ủa vui ha. Vui không? Vui. Sắp đông rồi đó. Sắp có du khách đó cô chú bác, khắp nơi về đây ha. Ủa. Đây sẽ dọn dẹp rồi. Đó, bên đó cầu điện kìa, mấy chú thợ điện cầu điện này nọ cô chú bác. Rồi vài bữa nữa là có xe mà chở cái cột sóng gọi điện thoại á, nó vô đây nữa ha. Nãy có một chiếc mà con mình về đây á, là gọi điện thoại vô qua lại thoải mái, bị tắc nghẽn, quá đông luôn cô chú bác. Chuyện hôm nay là rất là đông luôn ha. Người ta rửa xăng rồi
để mà ngắm cảnh đó. U đã quá, đẹp quá. Rất là nhiều người chuẩn bị luôn. Các người thì trang trí, người thì quét dọn, mấy cô mấy gì ở đây rửa. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, thánh Tây Ninh cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi. Chạy qua bên sân khấu bên kia đi. Đến xe đồng nữa. Đó, đây các bạn lại cực kỳ to. Cô chú bác không? Mấy ngày này á, là người dân ở Tây Ninh của cô chú bác cũng rất là hiếu kỳ muốn vô đây ha để xem cái không khí chuẩn bị lễ hội á diễn tiến tới đâu rồi ra làm sao đó, thấy không? À, đây có một cái nhà luôn nè, cái nhà này là một năm dựng lên có một lần này không bác, ngay đây nè, nhà này, nhà này là tổ chức sân khấu này nọ nè, vô nhà này cái đi. Cái nhà nè, wow, nhà sân khấu ha. Chỗ này á các bạn là đón tiếp quan khách này nọ về đây đó, rồi coi như là trước đây nè là có múa lân, múa con rồng khổng lồ dài 36 mét đó cô chú bác, rồi long lân quy phụng, bốn cái con đó nó ở đây ha, rồi tài thiên đại thánh này nọ nữa, rất là vui luôn đó cô chú bác, thấy không khung cảnh nè. Ôi nó đông kìa má ơi, quá vui, quá vui, quá đông luôn ha. Trời đã, bên đó người ta tụ tập co khỉ quá chừng luôn các bạn đó, du khách á, du khách khắp nơi á về đây nhìn thấy mấy con khỉ á, rất là hiếu kỳ luôn đó. Đó, bên đây nè, bên đây có cây cột cờ nè, cây cột cờ có con rồng ở trên đó ha, rồi cái cây đó cô chú bác là cây bồ đề á đó, cây đó là cây bồ đề á, có cái tán rất là rộng để mà che mát ha, nên là có nhiều cô chú đi mệt rồi đó là lợi ngay cái cây bồ đề đó ngồi cho nó mát ha. Đó, cây bồ đề này trồng lâu năm, nó mấy chục năm rồi cô chú bác. Đó, đã không? Khung cảnh xung quanh đây rồi nhá. Cảm ơn cô chú bác nhiều nha, chúc cô chú bác khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cuộc sống mình nha. Bye bye.